Vũ Luân tiết lộ các xe hàng khủng của mình và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngày trước. Cô là Luân chỉ có thua ba Linh thôi. Tại vì cái thời điểm mà Luân đỉnh cao là Luân diễn là 2 cây vàng, còn ba Linh thì một đêm 3 cây vàng. Mỗi chuyến lưu diễn tỉnh túi phải chứa cả 100 cây vàng. Xong rồi phải bỏ vô cái túi nhỏ, túi đeo nhỏ. Còn về là anh Sám và anh Sám. Bị ba bắt quỳ, không cho phép đã nhận đi hát mà bỏ sâu. Luân bị ba bắt quỳ là tại vì ba hiểu lầm luôn. Bắt Luân quỳ mà không cho Luân nói. Sau này đã nhận sâu thì dù cho bệnh, khàn giọng không hát được vẫn phải đến. Luân nhận ở đâu, bất cứ ở đâu, Luân đã nhận là Luân tới. Dù cho bệnh, dù cho khan tiếng, dù cho không hát được, Luân vẫn tới. Kết thúc loạt ồn ào liên quan đến đám tang của cha nuôi, nghệ sĩ Vũ Luân thời gian gần đây đang chuẩn bị trở lại sân khấu với vở diễn mới. Trước khi diễn ra vào tháng 7 sắp tới, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã mở buổi họp báo giới thiệu về tác phẩm của mình mang tên Trung Vô Diệm. Ngoài những thông tin liên quan đến vở diễn, những chia sẻ về tin đồn không hay trước đây thì nghệ sĩ Vũ Luân cũng giải bày rất nhiều tâm sự của anh về nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chia sẻ với truyền thông, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cho biết trong nhiều năm trước, xét về diễn sâu thì anh chỉ thua mỗi ba Vũ Linh thôi. Anh tiết lộ mức cát xê khủng của mình và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thời điểm đỉnh cao vào những năm 1998 đến 2000. Cô là Luân chỉ có thua ba Linh thôi. Tại vì cái thời điểm mà Luân đỉnh cao là Luân diễn là 2 cây vàng, còn ba Linh thì một đêm 3 cây vàng. Theo nghệ sĩ Vũ Luân, những năm 1998 đến 2000 anh nhận được mức cát xê hơn 2 cây vàng, ba Vũ Linh nhận cát xê 3 cây vàng. So với giá vàng thời điểm hiện tại thì cát xê của nghệ sĩ Vũ Luân và Vũ Linh cũng rơi vào khoảng 150 triệu đến 200 triệu đồng. Chẳng thế mà nghệ sĩ Vũ Luân còn nói, cứ lưu diễn tỉnh xong là túi lại chứa cả 100 cây vàng. Mà vàng nhiều quá không biết làm gì, nên anh mua nhà, mua cho anh trai, chị gái, em gái mỗi người 1 cân. Thì cứ mua vàng hoặc là mua đô, xong rồi phải bỏ vô cái túi nhỏ, túi đeo nhỏ. Còn về là anh Sắm và anh sẽ trồng cây, nhờ vậy anh mới mua nhà cho mấy em. Ngày đó, khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn còn tại thế thì nghệ sĩ Vũ Luân thường hay cùng ba đi lưu diễn. Anh cho biết bản thân đã học hỏi được rất nhiều điều từ ba nuôi, đặc biệt là bị ảnh hưởng từ ba bởi lòng yêu nghề. Chia sẻ thêm về kỷ niệm đáng nhớ với ba nuôi, nghệ sĩ Vũ Luân nói rằng có lần anh bị ba bắt quỳ vì hiểu lầm. Bị ảnh hưởng ba là cái lòng yêu nghề. Bởi vì có một cái lần mà hồi nhỏ Luân bị ba bắt quỳ là tại vì ba hiểu lầm luôn. Bắt Luân quỳ mà không cho Luân nói. Cũng từ sau bài học lần đó, nghệ sĩ Vũ Luân chiêm nghiệm được rằng đó là đối với một người nghệ sĩ đã nhận sâu ở đâu thì dù có bệnh hay khàn giọng không hát được vẫn phải đến sâu diễn. Cho tới bây giờ, Vũ Luân đã hình thành thói quen đã nhận sâu là phải tới. Luân chiêm nghiệm được cái bài học đó và bao giờ hết Luân nhận ở đâu, bất cứ ở đâu, Luân đã nhận là Luân tới. Dù cho bệnh, dù cho khan tiếng, dù cho không hát được, Luân vẫn tới. Có thể thấy đối với nghệ sĩ Vũ Luân thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vừa là ba vừa là thầy của anh. Dù nghệ sĩ Vũ Linh đã đi xa, song những bài học, những kỷ niệm về ba nuôi vẫn luôn khắc sâu trong lòng của nghệ sĩ Vũ Luân.